Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ giới thiệu và báo giá cho các bác tham khảo một combo loa full 30 cho các bác dựng lên thùng. Đây là combo loa full 30 RCF các bác nhé. Combo này cho các bác lên thùng thì đánh uy lực, tiếng sáng, hát karaoke và chơi mọi dòng nhạc các bác nhé. Phải gọi là lên thùng hát karaoke thì siêu hay luôn. Ở đây là em sử dụng bát 30 RCF. Con này là phiên bản mới nhất năm 2022 ạ. Phiên bản mới nhất năm 2022 các bác nhé. Của nó là gân vải tầm dầu 3 gân. Màng xếp ly lượn sóng, màng đen và nón đen. Màng toàn bộ là được phủ màng chống nước các bác nhé. Con này từ 190, từ dày. Kẹp lỗ bích thép màu trắng, côn 76 nhện vàng. Cái bản xưng truyền thống của RCF, con này 2, 4, 6 cái lỗ tản nhiệt ở phần mặt T. Bát này lên thùng đánh chống sâu các bác nhá, cho các bác giã thoải mái luôn. Ở đây thì em phối ghép với cả hai mẫu chép. Các bác có thể chọn một trong hai mẫu chép này. Ví dụ là thùng bác nào mà phễu gen bát ốc thì các bác chọn mẫu chép này, chép 450 RCF xịn. Cái loại RCF chép em có hai loại chép 450 RCF các bác nhé. Loại này là loại từ dày. Từ 120 côn 44 thì con này của nó là côn 44 dẹt lõi đồng các bác nhá, lắp nhôm. Bản bát ốc này thì 850 một đôi. Chuyển sang đây thì em có một mẫu chép 450 từ mỏng hơn. Gen xoáy cũng côn 44. Nhưng mà con này từ mỏng, loại từ mỏng này em bán là 750. Ví dụ thùng loa nhà bác nào là gen xoáy thì các bác chọn gen xoáy này. Thùng loa nhà bác nào gen bát ốc chọn gen bát ốc. Hoặc các bác mua thì em tặng các bác đề nối chuyển đổi được nhé. 850 này, 750 này. Em phối ghép với phân tần loa. Đi với combo này em phối ghép với phân tần loa. Mạch phíp màu xanh. Phân tần full đơn các bác nhé. Một bát một chép. Hai chở nhôm này. 4 tụ lọc này, 2 cuộn đồng này, 1 bóng đèn chống cháy chép. Phân tần này tải rất tốt và tiếng rất hay luôn. Phân tần này em đang bán 650 một đôi. Các bác có thể mua combo này để các bác về lên thùng. Hoặc các bác có thể mua rời đôi bát, đôi chép, đôi phân tần em vẫn bán. Và bác nào muốn bên em dựng thùng luôn thì liên hệ bên em dựng loa luôn các bác nhé, dựng loa full đơn 30 RCF luôn với combo này. Rồi nhớ chi tiết mua hàng quan tâm các bác điện về bên cửa hàng nhà em theo hai số điện thoại 585 và 712. Đây là hai số hotline mua hàng, các bác có thể kết bạn Zalo, nhắn tin qua Zalo các bác nhé. Em xin dừng video, hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau.